Thank you.
chưa? Chờ mày lâu không? Để lâu chưa? Để lâu chưa? Thế nhá. Này, 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 mẹ cho em này, đây, đây, đây. Đây, tháo cho em này. Tháo cho em này. Trên này rồi, bây giờ nó ở trên này nhá. Dù sao mình hai đứa mình ở với nhau lâu rồi chưa có con, bây giờ đi lấy cho anh nhớ chưa? Lên rồi anh nhanh giật cúng tóc nó nhá. Nhá, má em đói á, nhá, mẹ đi nấu nhá, mẹ nấu cho em ăn nhá, lên hộ anh nhá, lấy con sẽ anh về nhá. Ôi còn xa thế anh, sắp đến rồi em ơi, tính nữa thôi. Canh, mày ở đâu rồi? Mày được con tao rồi? À, mày ở đâu? Mày chui lên đây à? Con của tao ở đâu? Con gì của ông ở đây? Hả? Gốc tiền con của ông ở đây. Yeah, con của tao ở đâu? À, con. Đây, con tôi đây rồi, tôi lấy con về nha. Ông đuổi tôi đi bao nhiêu lâu rồi, ông về ông đuổi lấy con à? Lấy theo bố con ơi, về đây, về đi, về đi. Làm gì thế? Ông đừng có mạnh. Con của tôi không phải con gì của ông. Ông đi đi. Đưa ra. Về đây đây. Về, bây giờ về, về, mày không nuôi được, mày đưa đây tao về, tao nuôi. Tao ở đây được. Con khổ. Tao nào? Nuôi được. Về, con về. Đuổi hai mẹ con đi bao nhiêu. Về lâu cho lâu bồ của tao nuôi. Nhanh lên. Cô ấy không đủ tư cách để nuôi con tôi. Cô. Con về đi, con về với bố, nghe bố với gì nha. Gì mà đòi nuôi con của tôi. Nhá. Ở đây không nuôi cái gì nuôi, cô lấy cái gì mà nuôi. Về tôi đây. Nuôi được. Bấy lâu nay tôi vẫn nuôi nhanh được. Lên. Số gì nhiều, khó tính nhiều ai này, ở đây nhiều. Đi con ơi, đi theo bố nào. Nhiều mối nhiều diễn thế này đốt em gần chết này, con ở đây chả khổ ra. Kệ, không sao. Em chị cứ cho em đem về nuôi. Không em sao, được. Nuôi nhau được thử không ở đây. Không nuôi hết, về đây con. Ông không đủ tư cách để nuôi nuôi con tôi. Tôi khác nuôi. Thế bây giờ anh tính thế nào? Hiện tại chị em bảo không cho mình, thế hay mình về hay kiểu gì? Bây giờ anh bảo nhá. Đưa bồ về anh, đây để cướp anh, con à. Anh kéo xuống em cầm con ấy, của anh em đi nhá. Con ơi, đi theo bố, đi theo bố, nhanh lên.
ông không đủ tư cách để nuôi con tôi. Ô, ông nuôi được cái gì? Tôi nuôi được. Không nuôi được. Nuôi là nuôi được. Không. Đưa con đây cho tôi. Đưa con đây. Không được. Đưa con đây. Cô đi ra ngoài. Ôi, sao mà giữ thế? Ông bỏ ra. Mệt lắm. Đấy, đưa đi. Đưa bồ vào về đi. Đưa anh lấy con em về em ơi. Biết rồi, thôi mình về nhà em để cho. Về à? Thế về mai là thôi ở với cái người xấu xí vừa già vừa xấu này, thôi ở làm gì ở với em. Mai. Khóc à? Khóc làm gì? Về. Đưa con về. Khóc gì? Hả? Em không tính gì. Tính nữa, về. Nhớ nha, mày nhớ mà tao nha. Tớ tớ. Về. Tính cái khác anh ạ. Nhiều. Anh thương con anh quá em ơi. Mai lại cho mày. Tính cái khác. Về nhá. Thank you.